Hello, xin chào bác, em là Minh Tia Chớp. Thì hôm nay em có về chiếc Mido Bell Luna 2. Và đảm bảo với các bác đây là một trong những chiếc đồng hồ đáng mua nhất trong phân khúc giá 15 triệu. Một trong những chiếc đồng hồ ngon nhất đây các bác nhé. Và chiếc em đang cầm trên tay là chiếc Bell Luna 2 với mã hiệu là M001431220362. Có rất nhiều option đi theo. Chúng ta có thể nói đến những cái option mà nổi bật nhất trên chiếc đồng hồ này, đó chính là cái option mà có đính kim cương. Và ở đây thì chúng ta sẽ có 12 viên kim cương các bác nhé. Và ở đây sẽ có một cái thẻ gọi là Mido Certificate của Diamond kim cương ấy. Đây là thẻ kim cương. Và tổng trọng lượng của 12 viên kim cương này là 0,054 carat các bác chú ý nhé. Kim cương tự nhiên đấy các bác nhé, không phải kim cương nhân tạo đâu ạ. Thì tại sao lại nói đây là chiếc đồng hồ mà có thể nói là một trong những chiếc đồng hồ ngon nhất trong phân khúc giá 15 triệu 500 ngàn. Mức giá niêm yết ở con này lên đến hơn 40 triệu các bác chú ý nhé. Thì với 15 triệu 500 ngàn thì chúng ta có gì? Chúng ta có một chiếc đồng hồ với trang bị 12 viên kim cương. Và cái thứ nhì đó chính là bộ máy đạt chuẩn chronometer. Tức là cái sai số cho phép của nó một ngày chỉ có vài giây thôi. Thật sự với các bác là đồng hồ tiền tỷ cái sai số nó cũng chỉ đến như thế này thôi. Đấy các bác nhá. Đồng hồ tiền tỷ Audemars Piguet, Patek Philippe hay vân vân chẳng hạn thì cái độ sai số nó cũng đến như chiếc Mido em đang cầm trên tay này là cùng thôi. Tất nhiên là cái tỷ lệ sai số nó tốt hơn thì nó sẽ nhiều hơn nữa. Nhưng mà các bác tưởng tượng một con ngày sai 1 giây, 2 giây, một con ngày sai 2 giây, 3 giây nó cách nhau chỉ có 1 giây thôi, nó không đáng kể. Và thực sự với các bác là trong cái tầm giá 15 triệu 500 ngàn này không thể nào đòi hỏi được hơn nữa về những option đi theo của chiếc đồng hồ này. T-shirt thì có một con T-shirt kim cương ấy, Luxury Diamond cũng có chuẩn chronometer, cũng có đính kim cương. Nhưng nói gì thì nói về bộ máy thì chiếc đồng hồ này nó vẫn sẽ nhỉnh hơn về độ bền, độ ổn định các bác chú ý nhé. Còn với T-shirt Powermatic 80, con Luxury Diamond đấy thì nó sẽ có thêm được cái thời gian chữ cost cho các bác. Còn nếu mà nói về độ bền, độ lành thì chắc chắn bộ máy em đang cầm trên tay này thì không có gì để mà chê cả. Thật sự các bác là hoàn hảo của hoàn hảo luôn. Rồi, thì với 15 triệu 500 ngàn chúng ta sẽ có một chiếc Demi Rose Gold vàng hồng, dây mắt nhỏ với 5 mắt. Chúng ta sẽ có hai mắt được mạ PVD màu Rose Gold vàng hồng và ba mắt đánh xước này. Với mắt dây nhỏ thì bao giờ thì các bác cũng sẽ thấy là nó sẽ ôm tay hơn. Với những kẻ hở giữa các mắt thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ thoát mồ hôi tốt hơn. Và độ nặng thì nó cũng sẽ vừa phải, nó không quá nặng như dây mắt lớn. Khóa thì chúng ta sẽ thấy là khóa gập hai bên. Một bên sẽ có logo của Mido này, thiết kế bấm mở khá là tiện lợi. Còn về thiết kế thì các bác có thể nhìn thấy là với Bell Luna 2 là một cái chiếc đồng hồ khá là dễ đeo, có thiết kế có chút mạnh mẽ, sang trọng. Đó là cái gọi là cái gì nhỉ? Chân lý của cái dòng Bell Luna 2, nói chung là sang trọng, khỏe khoắn. Đấy. Và với chiếc này thì chúng ta sẽ có một phần viền Demi Rose Gold vàng hồng này. Và đặc biệt là với độ chống nước 100m nhưng chúng ta đã được trang bị một phần núm cổ chai. Nói một cách dân dã thì nó sẽ là núm cổ chai hoặc là núm skill down, núm gen vặn đấy. Thì các bác nhớ rõ cho em một cái mà không thể quên với cái phần núm cổ chai này nhé. Tức là ví dụ như các bác mà chỉnh giờ, chỉnh thứ ngày xong này, các bác sẽ phải nhớ cho em một cái thao tác đó là vừa ấn vừa vặn cái núm này vào. Nó như là cái chỗ cái cổ cái chai nước ấy. Thì các bác vừa ấn vừa vặn vào cho em. Chỉ hơi chặt tay thì chúng ta dừng lại được. Thì với cái phần núm này nó sẽ gia tăng cái khả năng chống nước cho chiếc đồng hồ. Và nói thật sự với các bác là đây có thể nói là một trong những cái tử huyệt của một chiếc đồng hồ các bác nhé. Gần như là nước vào nó sẽ vào từ phần núm này. Và với một chiếc đồng hồ với núm cổ chai thì các bác gần như là không cần phải lo lắng về cái vấn đề nước nôi nữa. Thật sự các bác là hoàn hảo. Núm sẽ có logo của Mido các bác nhé. Còn thiết kế của nó thì khá là bóng bẩy với toàn bộ phần thân vỏ sẽ được đánh bóng và được mạ rose gold vàng hồng. Với chiếc Bell Luna 2 này thì chúng ta sẽ có một kích thước size khá là dễ đeo đúng không ạ? Size 40 đúng size quốc dân của anh em Việt Nam rồi. To nhỏ đeo được hết. Và độ dày chỉ có hơn 10mm thôi. Có thể tạm gọi là mỏng cho một chiếc đồng hồ cơ. Và lắc tu lắc của nó chỉ rơi vào dưới 48. Nói chung là con này dễ đeo lắm. Anh em cổ tay tầm 15 đổ lên là đã chơi được rồi. Còn ví dụ như anh em cổ tay 15.7 như em này là hoàn hảo này. Đấy, 15.7 đến 16.5 là gọi là cái kích thước tay gọi là tối ưu nhất, đẹp nhất cho chiếc đồng hồ này.
Còn anh em yên tâm đi, cổ tay 17, 17 năm đang còn đeo đẹp như thế này cơ mà. Đấy. Kính sapphire nguyên khối và các bác không phải lo vấn đề xước sát trong quá trình sử dụng. Và với chiếc Belluna 2 này cũng là một chiếc với hệ vân cũng khá là đẹp. Các bác có thể nhìn thấy hệ vân của nó này. Đẹp, chi tiết với vân Guliche Cloud de Paris ở phía bên trong. Và bên ngoài thì sử dụng cái vân đánh xước rất là đẹp. Đó. Và toàn bộ phần kim như em có nói, các bác chú ý nha, toàn bộ phần cọc của nó sẽ là kim cương và tổng trọng lượng của 12 viên kim cương này là 0,054 carat, các bác chú ý cho em một cái như vậy. Đó. Góc 12 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ middle automatic, phía dưới thì chúng ta sẽ có chuẩn chronometer. Và như em có nói, đồng hồ tiền tỷ nó cũng chỉ như vậy thôi. Một chiếc đồng hồ Mido thì thường cái độ sai số một ngày của nó như chiếc chuẩn chronometer này, một ngày sai số của nó chỉ 1 đến 2 giây thôi. Các bác đeo và tận hưởng một chiếc đồng hồ cơ có độ chính xác tuyệt đối, gần như là hoàn hảo, tiệm cận hoàn hảo. Nói chung là nếu mà nói về bỏ qua về độ hoàn thiện, về cái thiết kế hay là cái chất liệu, chúng ta chỉ nói về độ sai số thôi, thì với một chiếc Mido đạt chuẩn chronometer thì dám khẳng định với các bác là cái độ sai số của nó không hề thua kém những chiếc đồng hồ tiền tỷ quá nhiều. Thật sự là như vậy. Và trong cái tầm giá 15 triệu 500 này thì không thể nào kiếm được quá nhiều đối thủ cho chiếc Mido này. Tất nhiên thì em vẫn nói với các bác đồng hồ nó là thời trang. Luôn luôn các bác nhớ rõ cho em, đồng hồ nó là thời trang. Thế nên là chúng ta mua đồng hồ đừng có nên mua vì thương hiệu, vì bộ máy. Mà trước mắt là chúng ta phải thấy đẹp mắt đã. Nói thật với các bác là khi mà đeo lên tay thì không ai hỏi bác là đồng hồ của bác là chạy sai số một ngày bao nhiêu giây đâu. Mà chỉ nói là ừ, con đồng hồ này là đẹp thế, hoặc là con đồng hồ này thương hiệu gì đó. Đó là những cái thứ mà người ta sẽ hỏi các bác như vậy. Nhưng mà nếu các bác đã yêu thích cái kiểu dáng này rồi thì em dám khẳng định với các bác là trong cái tầm giá 15 triệu 500 ngàn hàng mới nhá, thì khó có một đối thủ nào cho chiếc Baluna 2 này. Thật sự các bác là như vậy. Máy ngon, đẹp, hoàn thiện, đẹp, sang. Thiết kế hoàn thiện phải nói là cực kỳ tốt, option thì nhiều. Chúng ta có kính sapphire, núm cổ chai, cọc kim cương, chuẩn chronometer, thiết kế design rất đẹp và dễ đeo. Con này dễ đeo lắm, nói thật với các bác là từ anh em cổ tay 15 cho đến 17 5 cm đeo thoải mái. Size 40 quốc dân của anh em Việt Nam rồi. Rồi, còn nói về máy đi thì máy con này đẹp. Đây các bác có thể nhìn. Để em bóc cái siêu cho các bác xem này. Cho dù là thằng Mido và thằng T-shirt cùng phân khúc nha các bác nhé, Mido và T-shirt cùng phân khúc, nhưng các bác để ý bao giờ Mido cũng sẽ được sử dụng những con máy nhỉnh hơn là so với T-shirt, và cái thứ hai là nó sẽ được design đẹp hơn là so với T-shirt. Cho dù hai con cùng phân khúc nha các bác nhé. Và đây là một cái gọi là ưu ái của Mido, à của nhà S-Squad cho Mido. Cho dù hai thằng cùng cùng nhà đấy, Mido và T-shirt là cùng nhà đấy. Và con máy được sử dụng trên con này là con 25G với 28.800 tần số động chôn. Đạt chuẩn chronometer này. Một con máy khá là ngon. Chữ cót đâu đó rơi vào tầm khoảng hơn 40 giờ. Độ sai số thì khỏi bàn. Và các bác có thể nhìn thấy máy của Mido thì bao giờ nó design rất là đẹp đúng không các bác? Design đẹp không khác gì máy của Rado luôn. Rado thì nó sẽ được định vị phân khúc trên của Mido và T-shirt các bác nhé. Đấy, nhưng mà phải nói về máy thì thằng Mido này nó design nó đẹp không khác gì máy của Rado và của Longines cả. Nói qua một chút cho các bác là tại sao em lại hay so sánh mấy cái hãng này với nhau, là bởi vì là mấy cái hãng này thì nó chung một nhà, chung một tập đoàn, cụ thể là tập đoàn S-Watt, và nó đã phân khúc ra rồi. Tuy nhiên thì các bác có thể thấy là Mido thì nó chung phân khúc với T-shirt, nhưng mà bao giờ thì cái mức giá của nó sẽ nhỉnh hơn đấy. Nó nhỉnh hơn đến từ cái độ hoàn thiện, và thường thì Mido sẽ được sử dụng những con máy tầm cao hơn với những chiếc T-shirt. T-shirt thì thường được sử dụng những con máy gọi là ETA tầm thấp, kiểu như là Standard hay là Elabo. Còn Mido thì thường sẽ được sử dụng những con máy chuẩn chronometer hoặc là dòng Top Grand. Cho nên là các bác sẽ thấy là máy của Mido bao giờ cũng sẽ được đánh giá cao hơn T-shirt. Đấy, cho dù là chung phân khúc nha các bác nhé. Và con này cũng không hề rẻ. Con này niêm yết tại hãng đâu đó loanh quanh 40 triệu cơ mà. Đấy. Nhưng mà hôm nay các bác chỉ cần bỏ ra 15 triệu 500 ngàn cho một chiếc new full box các bác nhé. Không phải hàng cũ đâu ạ. New luôn đấy. Full box hộp sổ thẻ không thiếu một cái gì. 15 triệu 500 ngàn. Bảo hành 24 tháng miễn phí tất cả các lỗi, riêng rơi vỡ con này hỗ trợ 50%. Và cam kết nha, là nên gấp 10 nếu phát hiện hỏng phách. Cái này các bác yên tâm.
Đó, tất nhiên là đối với những sản phẩm mà giá trị cao như thế này thì mong các bác thông cảm là nếu mà không đến được cửa hàng thì bọn em sẽ có yêu cầu cọc trước từ 15 đến 20% giá trị của đơn hàng. Cái này thì mong các bác thông cảm cho em Minh nhé. Cái này thật sự là mong các bác thông cảm. Còn trong cái tầm giá này thì xin thưa các bác là chơi con này là quá ngon rồi, không cần phải tìm hiểu nữa.